Mẹ Việt Nam mắt người sáng quang, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhàn nhòa đôi mắt long lanh, nghe tiếng con vẫn còn ngày say. Sau đây em sẽ thử cho anh Lê Ngọc Tân cái bộ mixer F4 kèm với cái mic K200 anh nhé. Thì anh mà mua thì bên em có đầy đủ tất cả các cái phụ kiện đi kèm với cái bộ này. Đó là cái giá đỡ mic. Giá đỡ mic này anh có thể kẹp ở bàn giống như cái hình ở đây anh nhé. Có cả cái màng lọc mic nữa anh này. Cái màng lọc mic thì giống cái hình ở đây anh nhé. Ngoài ra thì được tặng kèm cả cái tai nghe Sony trùm tai này, có cả cái giá đỡ điện thoại ở đây nhé, có cả cái dây đầu chuyển từ 6.5 lên 3.5 này, có cả cái đầu chia tai nghe và dây lai nhé. Cái dây lai thì em sử dụng cái dây lai 3 màu này, nó dài tầm khoảng 1,5 m. Thì hiện tại em đang cắm vào cái dây lai 3 màu này vào điện thoại để em livestream đấy nhé. Và khi mà anh lấy nhạc từ mixer F4 thì anh có thể bắt Bluetooth ở trên cái điện thoại, nó có tên là BT201 Audio. Và hiện tại thì em đã kết nối ở đây, và sau đây em sẽ thử cho anh một bài hát ở trên cái bộ sản phẩm F4 Pro, F4 kèm với cái mic K200 anh nhé. Alo 1 2 3 4 5 6 8 9 10. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Em thử cho anh Lê Ngọc Tân anh nhé. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là cám, tương lai còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Đừng nhắc tên tôi làm gì. Alo 1 2. Để em vừa thử cho anh Lê Ngọc Tân cái bộ F4 kèm với cái mic K200 anh nhé. Rồi ok, cảm ơn anh.